Bạn mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh Media, cộng đồng chuyên chia sẻ các dự án IDO, các dự án iRobotics, các dự án IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Thưa các bạn, vào ngày 28 tháng 1 năm 2022, tức là cái đây một hai ngày trước thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ dự án siêu event COIN98 Finting Lux Bonacy với COIN98 ứng dụng. Thời điểm này thì admin có thông tin vui mừng để có thể chia sẻ với anh em. Với những em hôm trước chúng ta đã tiến hành claim token qua việc trao đổi những linh vật để có thể là nhận được hôm trước là nói là USDT, nhưng hôm nay thì nó lại trả về cho chúng ta là coin C98, tức là mã C98 đấy. Thế thì anh em nào mà hôm trước chúng ta đã quy đổi vào thời gian trước thì các bạn có thể kiểm tra ở trên Viva. Có thể có những em quy đổi vẫn chưa về nhá, có những em quy đổi thì đã về. Ta kiểm tra ở trong phần va ở trên ứng dụng. Ta mở vào phần va. Trong phần này thì nó sẽ có phần để nó sẽ hiện lên những cái phần thông tin để anh em có thể nhìn thấy. Đấy, ở trong đây các bạn sẽ thấy được là cái số dư của chúng ta hiện trong đây, chúng ta ấn vào luôn cái phần này. Có thể là ở đây này, ở chỗ này này anh em này, với điểm này này, mình sẽ ấn vào nhé. Đấy, bây giờ nó sẽ hỏi chúng ta là bạn có chắc chắn muốn claim va không? Thì chúng ta chọn là xong nhé. Được chưa? Chúng ta sẽ tiến hành claim. Sau khi claim thì cái đồng coin C98 này sẽ được rút về ví thành công. Thế anh em có thể trao đổi luôn C98 ở trên ví để có thể lấy điểm X, hoặc là anh em có thể là chúng ta sẽ chuyển lên trên sàn. Đấy là tùy ý anh em. Ở đây mình đã nhận được là 332 C98 này, chúng ta ấn vào phần này. Bây giờ chúng ta có thể gửi lên trên sàn Binance để chúng ta bán nhé. Đây mình sẽ mở vào phần sàn Binance này, mình sẽ nạp lên Binance nhé. C98 này. Đấy, chúng ta có thể nạp thẳng lên Binance luôn. Ta nút gửi này, paste vào đây này, và chúng ta sẽ chọn số lượng. Khi các bạn chuyển thì các bạn lưu ý là sẽ mất một cái khoản phí ga BNB để chúng ta chuyển nhé. Ta kéo thanh chạy này, và đây mình sẽ lập vân tay vào để mình chuyển lên này. Đấy, lúc này mình đang chuyển C98 lên trên sàn Binance, và sau khi đã chuyển lên Binance rồi, chúng ta có thể giao dịch một cách bình thường, chúng ta có thể bán C98 ra như thông thường. Tại sao mình lại chọn là Binance mà không phải chọn một sàn khác? Bởi vì là Binance cái độ lệch giá nó sẽ thấp hơn các sàn khác, nên là anh em lưu ý chúng ta nên chuyển đến Binance, và khi chuyển đến Binance xong rồi anh em có thể bán như thông thường nhá. Chắc là mình cũng không cần phải hướng dẫn để thao tác bán nữa, và ngoài ra thì anh em chuyển Binance anh em có thể đem được OTC ra bán đó, anh em có thể theo dõi. Ok, và rồi thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ thêm một flow nữa trong dịp Tết Nguyên Đán, và thật là tuyệt vời khi mà C98 lại về đúng vào cái dịp Tết Nguyên Đán thế này. Mình cũng xin chúc mừng tất cả anh em đã cùng với mình tham gia vào dự án và ăn được kèo. Bây giờ thì admin xin nói lời chào và xin lại gặp lại anh em trong các dự án chất lượng đến từ COIN98 cũng như là rất nhiều các dự án khác ở trên kênh chúng ta sau. Cảm ơn em theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.